Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiến về bệ thống và tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập 410 Bắc Tống Phòng Lưu. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh kiếm về thống cũng như là cho đình duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết thực tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể đâu nét ủng hộ kênh động viên đình duy theo số tài khoản các thông tin được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu 410. Xuất bình đánh tây hạ, triệu giai sừng sốt, sắc mặt có chút biến đổi, hiển nhiên là đã động tâm rồi. Nước quân tử, chẳng qua đó chỉ là một chút bản lĩnh bề ngoài mà thôi, quân tử cái gì, dám chó còn không kêu. Từ xưa đến nay, trong các bậc chính khách đều không có một người quân tử nào. Lòng dạ của chính khách đều rất đen tối. Triệu Tống tuy rằng yếu ớt nhưng như vậy không có nghĩa là không có biện pháp gì. Người xem Tống Huy Tông đó. Ông ta vừa thấy nước lưu không xong, liên cần trương xuất binh. Hiệp bước tiền uyên gì gì đó đã sớm bị quên mất rồi. Ta không đánh ngươi, không phải vì ta là quân tử, mà bởi vì ta đánh không thắng ngươi. Nếu nói như vậy thì bàn về bản lĩnh lừa người khác, chính khách ăn hẳn là thuộc hàng thứ nhất. Có khác nhau thì họa chăng là chỗ ngươi đang lừa người khác hay là lừa người của mình mà thôi. Trình giật và Lý Cương đều đã trầm mặc. Tây Hạ từ lúc độc lập trở đi, cùng với đại tống có mối quan hệ vô cùng mật thiết, thậm chí có thể nói là tình như thủ túc tới nuôi thân thiết. Tây Hạ lại không có ý trọng giận người, mà người lúc này lại xuất binh, khác nào họ vô đơn chí, chẳng có chút đạo lý nào. Người hạ tiện nhất cũng lắm cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nhưng nói lại thì đây là chuyện quốc gia đại sự, bàn đến phẩm cách cá nhân thì có chút không phân biệt công tư rồi. Nếu như đại tống bây giờ xuất binh, Tây Hạ nhất định sẽ không chống đỡ được tống. Nước kim hai mặt giáp công thì xem ra mong muốn chiếm lại địa khu hạ sáo nhất định là không mơ rồi. Má chàng hạ sáo thật là mê người à. Nói triệu dai không đồng lòng thì nhất định là giả dối. Động tâm thì đã động tâm rồi nhưng triệu dai vẫn phải suy xét cẩn thận. Là một thống xoái hay là một chính khách. Ngươi hiểu rằng trước đánh mà đang nghĩ đến thất bại thì không cần biết là làm như thế nào. Ta đều có thể tưởng tượng được là ngươi đã thất bại rồi và sẽ đối diện với hậu quả gì. Điều này cần phải cân nhắc một phen. Y lắc lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Các ngươi đừng quên, lúc trước quân đội của đại tống ta tấn công nước liêu, làm cho người khiết đan hận đại tống ta đến tận xương thủy. Cùng chung một mối thù, coi đại tống ta như kẻ thù giết cha, thậm chí còn khiến cho người khiết đan nhờ cậy nước kim. Nếu như chúng ta xuất binh đánh Tây Hạ, Tây Hạ Vương biết sẽ không chống nổi. Tống Kim hai mặt giáp công, đánh tiếp cũng sẽ mất nước. Việc này e không những chỉ làm cho bọn họ hận chúng ta thấu xương, mà còn khiến cho bọn họ gấp rút thần phục nước Kim, Đến lúc đó, nước kim chỉ cần ra chút ân huệ, rất dây người đàng hạ đối phó với chúng ta. Đến lúc đó, đại tống ta sẽ rơi vào hoàn cảnh hai mặt giáp công. Không được, không được. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Tần cối nghe xong bị dọa đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói Hoàng thượng nói đúng là vi thần suy xét không su toàn, xin Hoàng thượng giáng tội. ai à, ái khanh cũng là một lòng trung thành, có tội gì đâu. Triệu ra khoát tay, bỗng nhiên y nhìn về phía Lý Kỳ nói Xu mật sứ, khanh định ngủ từ đại điện đến ngự tư phòng của chậm sao Ê, vi thần sao dám lý kỳ vội chắp tay lại nói thật ra Bi thần cho rằng chúng ta bây giờ căn bản không cần phải gấp gáp tiêu giai ồ lên một tiếng nói sao lại nói như vậy lý kỳ nói người nữ chân đối với đại tống ta tả tâm không chết đây đã là lòng dạ của tư mã chiêu thì người qua đường đều đã biết cả không tính là chuyện gì mới còn người đàng hạng cũng không phải là hạng người tốt lành gì người đàng hạng vì muốn sinh tồn chuyện gì cũng đều có thể làm ra được giúp bên nào cũng đều không thích hợp nhưng bất luận là làm như thế nào thì đại tống ta cũng phải đặt lợi ích của mình lên làm đầu bọn họ chó cắn chó đối với chúng ta mà nói thì thật cứ vui vẻ mà trông triệu dài nói bọn họ nếu muốn cắn nhau thì cắn đi trẫm đây cứ vẫn vui vẻ như thường vấn đề là trẫm hay rằng tây hạ chống cự không nổi thế tấn công của nước kim nếu chẳng may tây hạ mất nước nước kim có thể xuất binh sang Yên vân hà hoàng thái nguyên đây đều là những nơi chiến lược trọng yếu của đại tống ta có tây hạ thì sẽ giúp đại tướng ta chống đỡ những bộ phận bị uy hiếp động nếu như mất tây hạ thì ngày tháng của chúng ta sẽ không trôi qua dễ dàng đâu lý kỳ gật đầu nói hoàng thượng nói rất đúng cho nên chúng ta nhất định phải trợ giúp tây hạ tần cố nói nhưng như thế sẽ trở mặt với nước kim chẳng lẽ số mật sứ cũng tán thành việc khai chiến với nước kim sao lý kỳ lắc đầu nếu khai chiến thì cũng không phải là lúc này nếu như chúng ta bây giờ tuyên chiến với nước kim thì nước kim khẳng định sẽ tập trung vào những nơi trọng tâm địa khu yến vân tây hạ sẽ không phải lo lắng nữa bởi vì toàn bộ gánh nặng đã đặt lên vai chúng ta Chẳng khác nào chúng ta giúp Tây Hạ cản một đau kia. Chúng ta cùng với Tây Hạ không thân không thích, thu con quá ơn, dựa vào cái gì mà đỡ đau giúp bọn họ chứ. Chúng ta và nước kim tiêu hao lẫn nhau, Tây Hạ dĩ nhiên là thành ngữ ông đắc lợi, và như vậy thì chúng ta với nước kim trở thành những kẻ tu thiệt nhất. Việc này đối với lợi ích của đại tống ta thật không tương hợp chút nào. Tần Cối nói, nhưng nếu như chúng ta trợ giúp Tây Hạ thì nhất định sẽ đắc tội với nước kim rồi. Lý Kỳ cười ha 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 ha. Giúp đỡ, có rất nhiều cách giúp đỡ, chỉ cần chúng ta không xuất binh không chính thức tham chiến nước kim bọn họ lẽ nào còn cắn chúng ta được sao bây giờ nước kim muốn một lòng tiêu diệt tây hạ chỉ cần chúng ta không quá phận nước kim cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi nếu như bọn họ dám chủ động trở mặt với chúng ta thì khác nào bức bách chúng ta liên kết cùng với tây hạ chống lại bọn chúng ta tin rằng đây cũng không phải là điều mà người nữ chân hy vọng nhìn thấy lời nghe đến đây mới có chút ý tứ như vậy Triệu dai như thoáng chút suy nghĩ cười nói khảnh nói rất đúng hiện tại hai nước bọn họ đều đến tìm chúng ta chúng ta không tội gì là phải gấp gáp nhưng vấn đề là chúng ta giúp như thế nào mới có thể bảo đảm nước kim kia vừa không trở mặt mà lại có thể trợ giúp tây hạ ngăn cản được nước kim để bọn họ tiếp tục ha mòn sức lực ánh mắt lý kỳ chợt lóe lên nói không xuất binh mà nói thì điều có thể trợ giúp chính là ở mấy điểm này lương thực và vũ khí Tân có cao mày nhưng mà chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn vào cuộc chiến lương thực và vũ khí đều là những thứ để chuẩn bị cho chiến tranh nếu như đợi hết cho tây hạ vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì Lý Kỳ cười nói, về này thì cứ để cho Tam Ti sứ giải đáp giúp ngài bệnh». Trình Giật nói, Tần Thiếu Tề có điều không biết, bởi vì kho quân khí đã mở rộng thêm không ít, vũ khí dự trữ đã chất đầy như núi rồi. Hiện tại thì hỏa khí lại đang nhập thêm vào, làm cho kho vũ khí đã quá dư thừa. Còn về phần lương thực thì năm kho lúa lớn đã sớm đầy tràn rồi. Lý Kỳ nhanh miệng nói, <laughs> vì vậy mà giá lương thực liên tục giảm, điều này có thể dễ dàng nhìn thấy. Thực ra thì có không ít thương nhân buôn bán lương thực đã chạy tới thương vụ cục tìm kinh tế sử yêu cầu triều đình thu mua lương thực nâng giá lương thực lên thật không dám giấu giếm bọn người buôn bán lương thực e rằng đến nằm mơ cũng hy vọng đại tống chúng ta tham chiến nếu như vậy thì giá lương thực ắt sẽ tăng trở lại trình giật gần gật đầu dường như còn có chút ý tứ tự chế giễu điều làm ý tự hào chính là y có lẽ đã không theo kịp bước thời đại rồi mới không lâu trước đây bọn thương nhân ghét nhất là chiến tranh nhưng mà bây giờ thì lại dấy lên ham muốn mãnh liệt đối với chiến tranh đây chính là sự khác nhau cơ bản giữa kinh tế thị trường và kinh tế nông nghiệp cá thể kinh tế nông nghiệp cá thể ở trong thời đại hòa bình mới có thể phát triển đạt đến trình độ cao nhất bởi vì sự tăng trưởng của nó rất là chậm chạp e rằng hiệp ước thiền niên kia cũng chỉ là đổi lấy trăm năm an nhàn kinh tế của đại tống chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi nhưng sau khi kinh tế thị trường xuất hiện chỉ trong mấy năm đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục tạo ra một kỳ tích đáng kể sự gia tăng sức sản xuất đã vượt quá nhu cầu của nhân khẩu cho nên phải lợi dụng chiến tranh để tiêu hòa bớt tránh hiện tượng dư thừa hàng hóa. Hiện giờ ở nội bộ Đại Tống đã hình thành một cỗ thế lực mới, đó chính là chủ nghĩa tư bản. Trong đó tương nhiên ở Tô Châu, Hàng Châu chính là chủ lực, Giang Nam đất đai phì nhiêu, kinh tế phát đạt, lương thực dồi dào, bọn họ tuyệt đối sẽ ủng hộ Đại Tống khai chiến với những địa bàn bên ngoài. Người không đánh nhau thì những hàng hóa này rất khó để tiêu thụ, cho nên ở trong nội tại nước Đại Tống đã xuất hiện rất nhiều trường phái chủ chiến. Lý Kỳ lại tiếp tục nói: "Và lại chúng ta không hẳn là tặng mà là nửa bán nửa tặng." cho bọn họ một chút ưu đãi nhưng tuyệt đối không thể để lỗ vốn Đấy chẳng phải là có tiến thêm một bước thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta sao triệu gia trầm tư hồi lâu tam thị sứ hiện tại quốc khố còn bao nhiêu tiền trình dân nói bởi vì mới phát hành đợt tiền mới cho nên ngân khố vô cùng sung túc tiền dự trữ đã đạt đến ba ngàn vạn quan nhưng mà trong đó đã điều động năm ngàn vạn quan để chấn hưng thổ phiên và tây bắc về phương diện nam thùy thì cũng có một vấn đề quan trọng còn về phần quân phí thì đã dùng hết 1.000 vạn quan, số tiền dùng đã khoảng trên dưới 1.500 vạn quan. Ngân cố quốc gia không thể trông rỗng, người chỉ ít cũng phải dự trữ tiền để dùng đó. Chiều gia suy nghĩ một lát rồi mới nói. Ngày nay thiên hạ Thái Bình, lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Quân phí 1.000 vạn quan là quá ít rồi. Người phải phát thêm 1.000 vạn quan nữa, làm quân phí dự trữ. Ngoài ra, còn phải phát thêm 500 vạn quan để thu mua lương thực và chuẩn bị một ít vật tư chiến đấu. Trình giật vội hỏi, Hoàng thượng, đều vi thần vừa mới nói chỉ là để dự trữ tiền. Liên quan đến vấn đề chuẩn bị vật tư chiến đấu, thì chúng ta đã dự trữ quá đầy đủ rồi. Cho dù không hoàn lại phí, thì cũng đủ để trợ giúp cho Tây Hạ ứng phó. Thu nhập quốc khố hàng năm của Đại Tống đã đạt đến 100 triệu quan, có điều trong đó đều là lấy để chi cho vấn đề thương lượng lụa vải là chính. Vì sự tranh lệch giá cả mà thiếu hụt tiền, triều đình vì thế, vì để phát triển kinh tế, đảm bảo phải có nhiều tiền để lưu thông trong dân gian, hủy bỏ chế độ cưỡng chế thu tiền thuế. May là vừa mới phát hành không lâu, nếu như là mấy năm trước mà nói, thì không chừng đã được một ngàn vạn quan. Lý Cường cũng nói, Hoàng thượng, người lần này gia tăng quân phí hơn gấp đôi. Việc này sẽ khiến cho ngân cố quốc gia giảm sút địa phương trong nước cần dùng rất nhiều tiền triệu giai nói hiện giờ mọi việc giờ đã rất rõ ràng rồi đại tướng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến này phạm chuyện gì đã có chuẩn bị thì sẽ không phải gặp họa su mật sư nói đúng tiền chỉ để một chỗ thì chỉ là một đống đồng phế mà thôi đại tống ta có thể phát triển như ngày hôm nay cũng không phải dựa vào vị thần giữ tài của này lý kỳ cười nói hoàng thượng nói rất đúng dù sao thì số tiền này cũng dùng chi tiêu trong nước mua đó cũng là mua hàng hóa của chính mình lại không để cho người ngoài kiếm được lợi nhuận đây cũng có thể cho là một loại thủ đoạn buôn bán tiền tệ tần cối bỗng liếc mắt nhìn lý kỳ lập tức đứng ra nói nhưng mà hoàng thượng một khi phát động trận chiến này thì không ai có thể dự liệu được là sẽ đánh trong bao lâu bây giờ tây bắc đã bắt đầu đánh nhau rồi nếu như đánh đến mặt sau phía bắc thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh mà thổ phiên lại có một vùng đất lớn đặt ở đây nếu như tiêu hao lâu dài đến lúc đó đại tống ta sẽ không chừng là chịu không nổi vĩ tần đề nghị là một mặt vừa gia tăng quân phí nhưng một mặt cũng cần phải tiết kiệm quân phí giảm bớt những phí tổn quân sự không cần thiết triều gia hiếu kỳ hỏi thiếu tể lời này là có ý gì cái gì gọi là phí tổn quân sự không cần thiết tần côi nói ví dụ như nhật bản hiện nay chúng ta còn có 3 vạn bộ đội ở nhật bản hơn nữa đã lâu như vậy rồi nhật bản đến một chút động tính cũng không có hoàn toàn không thu được kết quả như dự kiến mà trước mắt xem ra cả vài tình thế lớn như vậy thì chỉ có thể tiếp tục kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa thôi nhưng mà triều đình vì thế mà chi ra cũng không ít quân phí thực ra nhật bản chẳng qua chỉ là một quần đảo hoàn toàn đối với chúng ta chẳng tạo nên bất cứ uy hiếp nào cũng chẳng đến mức quá là quan trọng nếu như bốn phía đều thái bình thì việc này cũng chẳng sao cả chỉ xem đây là cơ hội để luyện tập binh lính nhưng mà hiện giờ tây bắc và phía bắc đang chịu áp lực lớn vi thần đề nghị là quân đội đại tống ta nên rời khỏi chiến trường nhật bản toàn lực dùng để ứng phó tây bắc và phía bắc vi thần cũng tán thành lời của thiếu tể nhật bản lơ lượng ở hải ngoại mặc dù đánh thắng cũng rất khó chiếm đóng lại lại càng khó để thống trị cho nên vi thần cũng đề nghị rút quân ở chiến trường nhật bản ly cường bỗng nhiên chắp tay nói mao thư trình giật cũng đều đề nghị rút quân khỏi chiến trường nhật bản bọn họ đều là những người hiểu nhiều biết rộng Cả đại tống không qua để ý đến quốc đảo Nhật Bản này. Nơi này so với việc Nam Trinh không giống nhau, thu phục hai quận này đều là vì giữa đại tống và Nam Ngô vốn có cửu thù với nhau, mà chính quyền triều lý cũng nhất định là đang trong quá trình khai phá khu vực phía Nam đại tống, cho nên tiến công hai quận này thì cả triều đình và dân chúng trong thiên hạ trên dưới hết thảy đều tán thành. Nhưng đánh Nhật Bản thì có rất ít người trong triều đồng ý, hơn nữa đều phản đối, duy chỉ có ý đồ đó là vàng bạc của Nhật Bản. Triều gia liếc mắt nhìn Lý Kỳ, gật đầu nói, đúng vậy chậm suy thì quyền mất nhật bản trẫm muốn cho rằng chiến trường nhật bản không hao phí bao nhiêu thời gian nhưng trước mắt xem ra thì dường như không phải đơn giản như vậy ngược lại phải hao phí không ít nhân lực vật lực không đợi y nói xong lý kỳ liền đứng ra nói hoàng thượng nếu bây giờ rút binh thì những nỗ lực trước đây sẽ uổng phí hết thôi thật là đáng tiếc tên cối lập tức nói nhưng mà hiện tại chiến trường nhật bản còn không nhìn thấy một cái đầu nào có trời mới biết phải đánh nhau bao nhiêu lâu dù mặt sứ nếu như liên tiếp không ngừng như vậy thì ngược lại sẽ càng thêm loạn cứ tiếp tục như thế đại tống ta e rằng sẽ lún sâu vào trong nguy hiểm lý kể nói nhưng nhật bản có vàng bạc rất nhiều điều này đối với việc cải cách tiền tệ của chúng ta có tác dụng rất lớn tân cối phản bác nhưng nếu đánh thêm ba năm nữa thì chút vàng bạc này cơ bản không đủ để bù lại tổn thất trước đó của chúng ta ta chính là đề nghị rút khỏi chiến trường nhật bản một lần nữa nghị hòa với triều đình nhật bản chỉ cần đảm bảo sự thông thương giữa người dân hai nước là được rồi chúng ta có thể lợi dụng hàng hóa để đồ lấy vàng bạc của bọn họ tuy có chậm chế một chút nhưng cũng khá là ôn hòa không đáng phải đi trước lấy nguy hiểm trình giật lý cương mạo thư ba người bọn họ cũng đều gật gật đầu lý ghề nói nhưng mà chúng ta rút lui như vậy thì anh nói làm sao với dân chúng hơn nữa còn có cao ly lúc đầu chính chúng ta đã lôi kéo cao ly vào chung một khối hơn nữa người nhật bản sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn họ điều này sẽ làm tổn hại đến uy danh đại quốc trung nguyên ta tân cối cười nói xung mật sứ phải đặt lợi ích quốc gia lên làm đầu các uy danh thành tín mà ngài nói chỉ là điều thứ hai mà thôi cao ly thì chỉ cần xuất ra một chút lương thảo thì xem như đã là lui quân rồi tin rằng bọn họ cũng sẽ hiểu được triệu giai gật đầu nói thần thiếu thể nói không sai dù mà sức nếu khanh không thể cho chấm một lý do thích hợp thì chấm sẽ lập tức lui binh ở nhật bản chấm thân là vua của một nước sẽ có trách nhiệm sửa sang đất nước này nhật bản so với tây hạ và nước kim mà nói thì hiển nhiên nhỏ nhặt không đáng kể Lý Kỳ gấp đến độ đồ mồ hôi hột, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nói, nước kim, nước kim, triệu giai thoáng nhíu mày, Lý Kỳ vội nói, không sai. Không biết hoàng thượng có còn nhớ lúc trước Nhật Bản đã từng xuất binh trợ giúp Cao Ly chăng? Triệu giai gật đầu nói, chậm đương nhiên còn nhớ, Lý Kỳ nói, lúc đấy Cao Ly cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng chúng ta ngược lại không dám xuất binh, vậy mà Nhật Bản lại không hề có chút kiên kỵ nào, tại sao chứ? bởi vì bọn họ ở giữa biển nước kim căn bản không có cách nào để trinh phạt nhật bản cho nên nói nhật bản là đất nước không sợ nước kim nhất trên đời nếu như chúng ta chiếm đóng được nhật bản vậy thì chúng ta tùy ý lúc nào cũng có thể phát động binh lính công kích bất kỳ thành thị ven bờ nào của nước kim hơn nữa chúng ta muốn đánh thì đánh muốn lôi thì lôi còn có thể uy hiếp cao ly đối với nước kim mà nói thì đây là một yếu địa chiến lược triệu giai trầm tư trong chốc lát đưa mắt nhìn qua rồi nói Các khanh cho rằng thế nào lý cường nói nếu như chống cự lại nước kim thì cũng phải cân nhắc nhật bản ngược lại cũng không phải là không có giá trị nhưng mà vi thần cho rằng còn cần phải xem xét cẩn trọng nếu như cái giá phải trả quá lớn thì thà bỏ đi cho rồi trịnh giật nói đúng vậy chiến trường nhật bản phải tốc chiến tốc thắng không thể cứ tiếp tục dùng rằng như thế này mãi được trẫm cũng nghĩ như vậy triệu giai gật đầu nói hiện giờ ba vạn thủy quân ở lai châu đã đổ, đổ bộ vào nhật bản nếu như rút quân thì phải đổ bộ lên đất liền e rằng không phải là một chuyện dễ dàng và lại còn có một chi thủy quân ở nhật bản cũng có thể kiềm chế quân kim nói không chừng sau này sẽ có một tác dụng vô cùng lớn như vậy chậm sẽ tiếp tục truy viện cho tam ti thêm nửa năm nữa nếu như trong vòng nửa năm mà chiếm công được nhật bản thì nhất định phải rút quân lý kỳ nói nửa năm hoàng thượng như vậy không phải là quá ít sao triệu giai cửa nói nhưng khanh cũng phải suy xét cho triều đình chứ được rồi, nếu như Khanh có thể mượn được lương thực từ Cao Ly, chậm có thể hào phóng cho thêm ít thời gian nữa. Việc này cứ quyết định như vậy đi, không cần phải bàn luận thêm nữa. Lý Kỳ còn muốn nói nữa nhưng nghe Triệu Giai nói như vậy thì lời đến miệng đành phải sửa thành vi thần tuân mệnh. Triệu Giai ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, được rồi, trở lại việc chính. Tính thời gian thì sứ thần nước Kim ở Tây Hạ có thể sẽ cùng lúc tới Kinh Thành, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Lý Kỳ mặt không chút cảm xúc nói, về này quá đơn giản, hai bên đều đáp ứng hết là được. Bên phía Tây Hạ chỉ cần không ra người, bất cứ điều kiện gì cũng đáp ứng. Còn bên phía nước Kim chỉ cần không tổn hại đến tôn nghiêm, chuyện gì cũng đều nói là tốt. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì hay là làm điều gì thì đến đầu năm nay, bất cứ hiệp ước đồng minh nào cũng thành nhẹ bẫng, chỉ là lời hứa hẹn ngoài miệng mà thôi. Tân cối cười ha hả, số mật sứ dường như còn có ám chỉ khác nhờ. Lý Kỳ dâng ngón tay giữa lên nói, không biết thớ thể cho rằng ta chỉ ý gì, tên cối lắc đầu không có không có ta chỉ là thuận miệng nói thế thôi đừng trách đừng trách triệu giai cười ha hả nói <laughs> lời của sư mật sứ nói cũng chính là ý của trẫm cứ làm như vậy đi về việc đàm phán với phía nước kim thì do sư mật sứ và tư pháp viện Trường đảm nhận còn bên tây hạ thì do tần thiếu thể và kinh tiết sử đi thương lượng vậy lý Kỳ nói hoàng thượng sao phải ăn bài như vậy triệu giai nói Ngươi là người biết đàm phán nhất đại tống ta, Tây Hạ muốn cầu cạnh chúng ta thì chỉ cần thương lượng một chút, hơn nữa trong đó cũng có thể sẽ liên quan đến phương diện mua bán, cho nên kinh tế giới nhất định phải ra tay. Còn mấy phía nước kim thì phiền phức hơn một chút, cho nên phái canh đi là khá thỏa đáng. Và chính diện thì ra cho tần cối, còn vai phản diện đắc ôn thì cờ ta đi, Hừ, không phải là quá ức hiếp người sao? Lý Kỳ tức giận nói. Vậy hoàng thượng phái tư pháp viện trưởng đi đánh nhau với nước kim đi. Vi thần nói rõ trước, nếu như phát trình đấu võ thì không liên quan gì đến vi thần, khuôn mặt già nua của lý cương đỏ lên vội nói Ê, chuyện cũ bỏ đi vẫn mong xung một xứ giờ cao đánh cãi triệu giai cười ha ha <cười> nếu như đối phương ăn nói lỗ mãng thì giao hơn một chút cũng không sao năm vị đại thần ở bên dưới tất thảy đều thoát mồ hôi lạnh vì hoàng đế này thật là đúng là vô lương tâm triệu giai dường như thấy mình nói sai vội ho hai tiếng đột nhiên nói đúng rồi hôm nay kinh tế sử dường như chưa vào chiều đúng rồi ta là tới để giúp thất nương xin nghỉ phép không phải là đến giúp nàng lĩnh thêm nhiệm vụ Lý Kỳ vội nói, đúng rồi hoàng thượng, vi thần có việc thỉnh tấu, chuyện gì? Lý Kỳ cười ha hả nói, là như vậy, vi thần hôm qua biết được kinh tế sử đã mang thai. Vậy sao? Triệu Giai cười ha hả nói, vậy thì thật đáng chúc mừng nha. Đám người tần cối và trình giật cũng dối dít chúc mừng Lý Kỳ, khỏi cần biết bọn họ là hư tình hay là giả ý, Lý Kỳ đều vô cùng cao hứng. Sau một hồi đáp lễ hết thầy thì lại nói, hoàng thượng, à, người xem đó, Kênh sử giờ đã có thai, việc đi đàm phán này thật không dám giấu giếm. Vi thần hôm nay đến là chuẩn bị thay kinh thế sử, xin phép hoàng thượng. Hoàng thượng cũng biết rõ, vi thần thật không dễ dàng chút nào. Thế tử tuy không ít nhưng mà con cái thì chỉ có một. Hơn nữa kinh tế sử lại là nữ nhân đầu tiên của vi thần, cho nên vi thần không muốn kinh tế sử mệt nhọc quá độ. Mong hoàng thượng có thể phê chuẩn cho nàng nghỉ phép để kinh tế sử có thể ở nhà an tâm dưỡng thai. Triệu Giai con mày nói, điều này chậm tất nhiên là biết rõ, chậm cũng vì khanh mà cảm thấy rất cao hứng nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt kinh tế sử lại nắm trong tay kinh tế cả nước về đại e là không được tân cối chuyển động trong mắt đột nhiên nói hoàng thượng kinh tế sử đang mang tay mà lại tiếp tục quản lý thương vụ cục e là lực bất tòng tâm nói không chừng còn bị phản tác dụng vi tần đề nghị chi bằng tuyển một người khác làm kinh tế phó sứ tạm quản lý thương vụ cục triệu gia nói trẫm cũng muốn như vậy nhưng vấn đề là ngoài lý kỳ ra Các bạn không có ai thích hợp cả bằng không lúc trước trẫm cũng không mạo hiểm chọn dùng bạch tiền dạ làm kinh tế sử Kinh Thế Sử là một trong những thần tử đắc lực nhất của Trẫm, cô ta cũng nhận được sự tán thành trong toàn thiên hạ, việc này Trẫm cũng vô cùng vui mừng. Tần Cố nói, nhưng triều đình không thể lúc nào cũng dựa vào Kinh Thế Sử, cho đến khi Kinh Thế Sử sinh thì cô ấy không còn có thể xuất hiện ở Thương vụ cục nữa, đến lúc đó ngài cũng phải cho người thay thế Kinh Thế Sử quản lý Thương vụ cục. Thương vụ cục không thể một ngày không có chủ, nếu đã như vậy thì sao không nhân cơ hội này bồi dưỡng thêm một ít nhân tài? Điều này cũng đúng, Triệu Gia gật đầu nói, vậy khai có người nào phù hợp không? con cô nói, hoàng thượng, từ lúc kinh tế sử nhậm chức tới nay, công lao không hề nhỏ, việc này còn chứng minh cho một việc, đó là nữ nhân không những có tài mà còn có đức, nữ nhân cũng có thể vì nước mà tận lực, vì vua mà phân ưu. Hiện giờ kinh tế sử đã trở thành lá cờ đầu của đại thống ta, là đại diện cho phái nữ, nữ nhân cũng là một thành phần rất quan trọng cấu thành nên đất nước chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường bọn họ cũng chính là nói lá cờ này chỉ có thể dựng thẳng lên không thể để cho ngã xuống nếu như dùng nam nhân mà thay thế có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ vi thần cho rằng hãy đem việc này làm thành truyền thống từ nay mà kéo dài mãi về sau vì vậy vi thần kiến nghị vẫn là dùng nữ nhân để thay cho kinh tế sử nữ nhân triệu gia nhíu mày khanh nói rất có lý bởi vì thành công của kinh tế sử khiến cho người đời đối với việc nữ nhân làm quan không còn chống đối như trước kia nữa bọn họ không còn bất cứ lý do nào để phản đối điều này là bởi vì kinh tế sử đã dùng sự cần lao và mồ hôi để đổi lấy cho nên phải tiếp tục phát huy hơn nữa nhưng mà cũng không thể kéo dài mãi được nếu bắt đầu dùng nữ nhân thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc sinh sản trong thiên hạ cho nên người được chọn này phải thực sự có tài thực học nếu không như vậy chậm ta đẩy xuống một xứ kiên nhiệm luôn trước kinh tế sử còn hơn tần cối vút cảm nói vi thần kiến nghị trước hết hãy dùng trương xuân nhi của kim lâu ra vào thương vụ cục vi thần phản đối y vừa nói xong thì lý kỳ liền đứng dậy vì sao triệu giai có chút lưu tâm nhìn lý kỳ lý kỳ nói một cách công bằng nói về thương nghiệp trương xuân nhi là một nhân tài làm ăn thậm chí còn lợi hại hơn cả kinh tế sử triệu giai tò mò một khi đã như vậy vì sao khanh còn phản đối lý kia nói thế nhưng hoàng thượng thương vụ cục không phải là làm ăn mà là dùng để phục vụ người khác làm ăn đây mới là tư tưởng trung tâm của thương vụ cục làm người làm ăn là một chuyện làm quan lại là một chuyện người thích hợp làm ăn không nhất định thích hợp bước vào thương vụ cục tuy chứng nương tử làm ăn có thủ đoạn nhưng các vị đừng quên trình độ văn hóa của cô ta không cao vì điểm này kinh thích sử hơn xa cô ta ta không phản đối nữ nhân tạm thay vị trí của kinh tế sử nhưng chắc chắn phải cần một lựa chọn thích hợp người này trên có thể nhìn nhận tổng thể trên có thể nói chuyện với đạt quan quý nhân dưới phải thận trọng có thể trò chuyện với người buôn bán nhỏ điều mà kinh tế sử cần không chỉ làm ăn là được mà còn phải đặt tư cách về tố chất tổng hợp tương xuân nhi đương nhiên không hợp về mặt tố chất tổng hợp phải, hắn cũng xuất thân là đầu bếp, nhưng hắn đã được thành công quá lớn trong các lĩnh vực đều như vậy, cho nên hắn là duy nhất, không thể xếp vào loại nào cả, cũng không thể phục chế được, cho nên bất cứ tình huống nào đều không thể lấy lý kỳ ra làm tham khảo được. Trịnh giật gật đầu nói. Dù mà sứ nói có lý. Trương Xuân như dù sao cũng xuất thân bần hàn, hơn nữa chưa từng đọc sách gì cả, danh vọng không cao. Nếu để cô ta thay kinh tế sử, e rằng rất khó phục chúng. Tần Cối nói nếu là như vậy thì không có lựa chọn thích hợp mỗi người đều không phải là trời sinh làm tể tướng hoặc là kinh tế sử về này cần phải bồi dưỡng nếu triều đình không cho họ cơ hội thì vĩnh viễn không thể tìm được người thích hợp lý kỳ lập tức phản bác nói nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt triều gia đột nhiên ngắt ngang lời hắn Chậm cũng nói giờ là thời khắc mấu chốt không nên lâm trận thay xoáy nhưng khanh lại không chịu để kinh tế sử mang thai làm việc vậy cũng không được kia cũng không được khanh nói nên làm thế nào đây toạt mồ hôi hình như y nói cũng có lý nhỉ lý kỳ vút mồ hôi nói vị vi thần không biết triệu gia hử một tiếng hưm xu mật sứ chấm cho canh hai lựa chọn hoặc là để kinh tế sở kiên trì thêm một thời gian dù sao thì nàng ấy cũng vừa mới mang thai còn có thể kiên trì thêm mấy tháng hoặc là khanh tự mình làm đương đi Tần cối vội nói hoàng thượng xu mật sứ còn phải quản lý xu mật viện làm sao có thể chú cố chú toàn được triệu gia nói lý quan chẳng phải đã đến rồi sao y hẳn là có thể giúp xu mật sứ chia sẻ không ít Tần cối nghe được thì trầm râu dê khẽ rung động không nói gì nữa người thực sự nói nha người chẳng phải nói là rất vui vẻ sao sặc người cần mẹ nó thực sự chính khách trời sinh mà mí mắt của lý kỳ khẽ cúi xuống lướt nhìn tần cối lại trầm ngâm một lát mới nói mỹ thần giúp đỡ cũng không là gì đây cũng là chuyện nên làm nhưng vấn đề là đàm phán làm sao đây mỹ thần không thể chặt mình làm hai khúc được việc này chậm đã có tính toán chờ dai khẽ dừng lại một lát mới nói tần thiếu thể nói không sai nhân tài không phải là nói có thì có thể có phải từ từ bồi dưỡng trầm cũng đã gặp trương xuân nhi coi như là một nhân tài chậm có thể cho cô ta một cơ hội nhưng khanh nói cũng rất đúng trương xuân nhi cũng có thiếu sót ở một vài phương diện có điều không sao cả Trẫm còn dự định sắp xếp vào thương vụ cục một người, tin rằng các nàng có thể bù trừ vô cùng tốt. À, người này cũng là một nữ nhân, dù mật sứ, khanh vất vả một chút, chỉ giáo các nàng nhiều hơn. Vừa mới nói ra thì năm người ở đây đều sừng sốt bao gồm cả tần cối. Lý Kỳ nói, còn có một người, dám hỏi hoàng thượng là ai vậy? Triệu Giai cười nói, hơ, hơ, đến lúc đó khanh sẽ biết, thần bí như vậy ư, Lý Kỳ sừng sốt cũng không có hỏi tiếp nữa. Triệu Giai gật đầu nói, vậy được, trước hết cứ như vậy đi, chúng ta về đại diện là đánh hay là hòa thì để bọn họ tranh luận thêm mấy ngày đi ngụ ý chính là không có ý định nói kết quả cho những đại thần còn lại biết thật ra cũng chưa bàn được kết quả gì dù sao thì hai bên đều đồng ý trước tiên kéo dài tùy cơ hành sự lúc xế chiều tại phủ thiếu tể được thiếu tể từng thức trương xuân nhi cảm động rơi lệ không biết lấy gì báo đáp trương xuân nhi vừa nghe là mình sẽ vào thương vụ cục thì không khỏi vui mừng vội vàng cảm tạ tần cối chỉ thiếu không nói lấy thân báo đáp mà thôi trương đương tử khách khí rồi việc này cũng phải do cô có bản lĩnh người làm chủ không phải là ta mà là hoàng thượng hoàng thượng cho rằng cô được việc này mới có thể làm được ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu có điều đây cũng là tạo hóa của cô kinh tích sự lại cứ mang thai vào lúc này nếu không phải như vậy thì cho dù có đợi thêm mấy năm nữa e rằng cô cũng không thể bước vào thương vụ cục tân cố hít cười ha ha trương xuân nhi vội nói cho dù như thế nào tần thứ thể có để bạt với trương xuân nhi trương xuân nhi cả đời không quên ngày sau nhất định báo đáp tần cố hít cười gật đầu trương đương tử cô có biết tại sao ta lại tiến cửa cô không trương xuân nhi lắc đầu thần côi nói bởi vì cô rất có dã tâm điểm này ta vô cùng thưởng thức xuân mật sứ có một câu nói rất hay binh lính không muốn làm tướng không phải là một binh lính tốt về mặt chính trị cũng giống như vậy nếu như cô không có dã tâm thì cho dù là dậm chân tại chỗ cũng không thể đủ sớm muộn gì cũng bị loại bỏ làm quan cũng giống như là đi ngược dòng nước vậy không tiến thì lùi cho nên cô cũng đừng sợ biểu hiện bản thân mình thật tốt cơ hội chỉ có một lần như vậy nếu cô không nắm chặt thì cô định sẵn chỉ có thể làm thương nhân cả đời sắc mặt trương xuân nhi ngừng trọng chắp tay nói xin thiếu thầy yên tâm trương xuân nhi tuyệt đối sẽ không phụ tâm ý của thiếu thầy vô lòng ta cũng không sao đừng phụ chính bản thân cô thôi tân cối khẽ mỉm cười lại nói à vốn dĩ ta định để cô trực tiếp tạm thay vị trí của kinh tế sở nhưng rất tiếc là Xuân mật sứ lại ra mặt phản đối nói cô còn chưa đủ tư cách cho nên hoàng thượng vẫn để Xuân mật sứ tạm quản thương vụ cục nhưng mà không sao cả cô và Xuân mật sứ cũng có không ít quan hệ hẳn là không cảm thấy sợ hãi gì đây cũng là điểm mà ta coi trọng cô trương xuân nhi lạnh lùng nói ta hiểu rõ con người xô một xứ này vô cùng người này giúp thân không giúp lý hơn nữa vô cùng ích kỷ ta tin rằng hắn sẽ không để ta đoạt nổi bật của kinh tế sử tân cố hít cười nói về này thì cô yên tâm là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng nếu cô làm tốt ta nhất định sẽ mạnh mẽ tiến cử cô với hoàng thượng quyền lực của số mật sứ có lớn hơn nữa cũng không hơn hoàng thượng chỉ là nói tới đây y cao mày nói chỉ là hoàng thượng còn sắp xếp một người vào thương vụ cục người này chính là đối thủ của cô đang tiếc trước mắt cũng không ai biết người này là ai. Có điều nếu là hoàng tượng đích thân cất nhắc, tin rằng nhất định có bản lĩnh, cô cũng không được sơ xuất. Trương Xuân Nhi gật đầu nói, ta nhớ rồi. Tần cối cười ha ha, <cười> ta rất có lòng tin với cô, dù sao cô cũng giúp ta rất nhiều. Hơn nữa mỗi việc đều làm rất cẩn thận tỉ mỉ, trước tiên cứ như vậy đi, cô chuẩn bị một chút đi. Dạ, Trương Xuân Nhi cáo từ, cô đi đi. Trương Xuân Nhi vừa đi, một vị phu nhân đi ra từ sau tấm bình phong, người này chính là thế tử của Tần Cối Vương Thị, cô ta vừa ra ngoài liền tào vẻ lo lắng nói phu quân trước xuân nhi này có đáng tin không không tin được tân cối nói gọn gàng dứt khoát vương thị sửng sốt kinh ngạc vậy phu quân huynh còn tân cối ha hả nói <laughs> phu nhân trên đời này chỉ có hai loại người đáng tin một là người chết hai là kẻ ngu những kẻ hơi thông minh đều là kẻ co dạ tâm ta sắp xếp một con rối vào thương vụ cục đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì, mà trước Xuân Nhi lại thuộc nữ nhân vô cùng có dã tâm, đúng như những gì ta nói trước đó, đây mới là lý do ta tiến cử nàng ta. Vương thị cao mày nói ý của phú quân là tân cối cười. Ta hy vọng trước Xuân Nhi có thể thay thế kinh tế sử. Trước Xuân Nhi tuyệt đối không phải là dạng nữ nhân cam tâm đứng sau người khác. Lúc trước ngay cả Su Mật Sứ cô ta còn không phục, hướng hồ là kinh tế sử. Hơn nữa trước Xuân Nhi là một nữ nhân vô cùng thông minh. Lúc trước khi nước kim nam hạ, cô ta đã đưa ra lựa chọn vô cùng sáng suốt kiên quyết. Đồ nói cô ta là một nữ nhân, cho dù có là cô ta, e rằng ta cũng không thể làm được như cô ta. Năng lực và căn làm của cô ta không kém kinh tế sử, hơn nữa còn hơn một bậc. Vương Thị nói, nhưng nếu là như vậy, chúng ta cũng không tiện khống chế cô ta. Tần Cô nói, nhưng trên đời này không có nữ nhân nào khiến ta căm hận hơn là kinh tế sử. Nếu có vài chút một sứ trong đội phía sau, ta sẽ để cho Bạch tiền Dạ sống đến hôm nay sau. Nói đến đây ý nghiến răng nghiến lợi, Thật ra điều khiến Lý khó chịu thân chân chính, Lý Kỳ coi như là ít, bạch tiền dạ lại luôn là việc này. Bởi vì Lý Kỳ là chủ soái, còn có một số chuyện dĩ nhiên là không tiện mở miệng, nhưng mà bạch tiền dạ thì không băn khoăn quá nhiều. Lời nàng nói vĩnh viễn không có sức ảnh hưởng lớn như lời Lý Kỳ nói, thỉnh thoảng đề bộc tội tần cối, cho nên tần cối vô cùng căm hận bạch tiền dạ, hơn nữa sự căm hận này được tích lũy theo thời gian. Lại nói, tuy Trương Xuân Nhi có dạ tâm, nhưng cô ta rất thân không bằng bạch tiền dạ, cũng không có trượng phu làm xu một sứ thế đơn lực bạc, một khi cô ta thay ta lật đổ kinh thế sử hừm. cô ta căn bản không đáng lo nghĩ là đi hay ở đều phải coi cô ta có nghe lời ta hay không bằng không cô ta chỉ là một vật thay thế mà thôi phụ quân nói rất đúng sao thiếp lại không nghĩ đến điểm này sự uy hiếp của trương xuân nhi đối với chúng ta còn thu ra bạch nương tử chỉ là có su mật sứ ở đây muốn thay kinh thế sử cũng không phải là một chuyện dễ dàng xu mật sứ <laughs> ta thấy bây giờ bản thân còn khó bảo toàn tần cối cười nói vương thị kinh ngạc liếc nhìn tần cối nói cớ gì phụ quân nói như vậy tân cối khoát tay việc này nàng đừng hỏi nhiều vương thị cũng không hỏi nhiều đột nhiên như nhớ đến chuyện gì nói à phụ quân xuân một sứ lúc này đúng là song hỉ lâm môn tân cối kinh ngạc có ý gì vương thị cười nói phụ quân có điều không biết hôm nay phong đương tử đã đến tìm ta nói nàng mang thai không tiện xử lý hội phụ nữ muốn ta làm đương nhiều hơn vậy sao tân cối cười nói người mà xui xẻo rồi uống nước cũng sẽ bị lạnh kẽ rằng nhà lần này là một cơ hội tốt bây giờ địa vị của nữ nhân không giống trước thật ra địa vị của nữ nhân lúc trước cũng không thấp đặc biệt là nữ nhân bên cạnh đạt quan quý nhân nam phải lợi dụng những nữ nhân này và quan hệ tốt với những nữ nhân này đương nhiên cũng phải làm một số việc nếu nữ nhân trong thiên hạ đều ủng hộ chúng ta vậy thì chúng ta sẽ sừng sững không ngã vương thị gật đầu nói phu quân thiết biết nên làm như thế nào lúc chạm bằng tối sau khi ăn tối xong Lý Kỳ bị phái viên đến hoa viên đàn bộ với hai vị nương tử đang mang thai. Lý Trinh Hy sợ một mình cho nó không bảo vệ được hai vị di nương, thế là tự mình xung phong cũng muốn đi theo. Mấy người đi một lát thì cảm thấy hơi mệt, thế là vào trong định nghỉ ngơi. Chỉ có Lý Trinh Hy vẫn đuổi theo chơi đùa với bướm ở đằng kia. Lý Kỳ ôm lấy Phong Nghi Nô hỏi, Nghi Nô, chuyện của hội phụ nữ đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Phong Nghi Nô ở một tiếng nói, đã giao cho Vương Thị, Huynh không biết đâu, ngoài miệng Vương Thị nói chúc mừng gì đó, trong mắt rõ ràng là đang cười. Cô ta mơ ước cái vị trí hội trưởng này không phải ngày một ngày hai rồi. Lý Kỳ cười ha ha nói, <laughs> vậy thì để cô ta làm đi, chúng ta đừng nhúng tay vào vụ náo nhiệt này. Phong Nguyên Hồ vội nói, vậy sao được, hội phụ nữ cũng thể giúp được phu quân không ít, mọi cũng bỏ không hít công sức vào đó, sao có thể chấp tay nhờ người ta được. Lý Kỳ mỉm cười, chỉ nói, nhưng cho dù thế nào, thời gian này mọi cũng không thể hỏi đến chuyện của hội phụ nữ, bằng không Huynh sẽ thay mọi từ chức. Phong Duy Nương, ngươi mau nhìn xem, còn bắt được một con bướm, ngươi mau nhìn xem. Chợt nghe Lý Trinh Hy đang hét to ngoài đình. Phong Nguyên Nô cũng biết Lý Kỳ và Bạch Thiên Dạ chắc chắn là có chuyện muốn bàn, bởi vì hôm nay Lý Kỳ phải giúp Bạch Thiên Dạ nghỉ phép, nhưng hai người họ đều chưa nhắc đến chuyện này, thế là đáp lời nói. À, Phong Duy Nương lập tức qua đó. Nói rồi nàng lại nói với Lý Kỳ, hai người nói chuyện trước đi, mỗi qua đó xem thử. Lý Kỳ nói, vậy mỗi cẩn thận một chút, mỗi là nữ nhân đang có mang đó, biết rồi. Phong Nguyên Hồ không kiên nhẫn đáp lại một câu, sau đó đi ra khỏi đình nàng vừa đi bạch thiền dạ vội hỏi phu quân hôm nay hoàng thượng nói thế nào lý kể nói với bạch thiền dạ chuyện đã xảy ra trong chiều hôm nay bạch thiền dạ cười khổ <cười> không ngờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy lời này thực sự là nét bút thần kỳ mà lý kể cười ha ha vào dưới này thực sự là càng lúc càng thú vị mà bạch thiền dạ bị môi nói huynh đã quen rồi đương nhiên là nói thế muội lại không cảm thấy việc này thú vị gì cả gì mà quen rồi để mặt chút có được không Lý Kỳ uy khuất liếc nhìn Bạch Thiên Dạ, Bạch Thiên Dạ thờ ra yếu hết nói, thực sự hy vọng chuyện này có thể giải quyết sớm một chút. Lý Kỳ nhún vai, bên này gấp gáp không được, hơn nữa quan trọng không nằm ở bên trong mà là bên ngoài, làm sao mà đánh bại quân Kim mới là mấu chốt. Hoàng thượng đã chuẩn bị cho đại chiến này từ rất sớm rồi, bây giờ xem ra cũng sắp rồi. Mọi đừng thấy hoàng thượng gần đây giống như đến thời Mãn Kinh vậy. Nói được mấy câu thì nổi trận lôi đình, thật ra rất hưng phấn, không khống chế được. Bạch Thiên Dạ nói, Vậy phu quân cho rằng trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng. Lý Kỳ lắc đầu, chuyện này huynh thực sự không nói chính xác được. Cho dù kế hoạch không có thay đổi gì, huynh cũng không có bất cứ chắc chắn nào về trận chiến này. Đây cũng là điểm mà huynh lo lắng nhất. Tại Nhật Bản, Việt Tiền Châu, quân sư, tướng quân, quân đội đã tập kết xong ở ngoại thành. Ngụy binh từ ngoài đi vào báo cáo với Nghiêu Cao, Triệu Tuyến Nghiến đang ngồi trong đó. Nghiêu Cao nói, phía mình thì không có hoài nghi gì chứ, Lưới binh gần đầu. Nếu chúng ta phải lui binh, chắc chắn cũng cần thông qua về tiền châu. Do vậy phía Bình Thị không có bất cứ nghi ngờ gì. Chỉ là... Triệu Tinh Yến nói. Chỉ là cái gì? Ngụy Minh nói. Chỉ là sau khi dân chúng Tống Nhân Châu biết chúng ta có thể phải lui binh, làm người bàng hoàng, lúc bắt đầu còn có không ít dân chúng cản trước quân doanh, bảo chúng ta đừng rời đi. Triệu Tinh Hiến khẽ thở dài. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Có điều bọn Nam Bắc bạn sẽ giải quyết chuyện này. Đúng rồi, đại quân Nguyên Thị đã đến đâu rồi? Nguyễn Minh nói, căn cứ theo trạm gác phía trước bám lại, bộ phận còn lại ở tiền tuyến của Bình Thị liên tiếp thất bại, không chút sức phòng thủ. Bây giờ bộ đội tiên phong của Đại Quân Nguyên Thị đã vượt qua Trung Hộ, nếu nhanh thì không đến 10 ngày sẽ đến nơi này. Triệu Tinh Hiến gật đầu nói với Ngưu Cao, Ngưu tướng quân, ngài đã chuẩn bị xong rồi chứ? Ngưu Ca buồn bực nói, ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là quân sư ngài lần nữa chuyện gặp bàn người của Bình Thị lúc này đội bộ còn chưa xử lý xong, chúng binh sĩ làm sao có thể an tâm ở trên đấu chứ? Hóa ra ngày đó sau khi Triệu Tinh Hiến phẫn nộ bỏ đi bình thị nhiều lần phái người đến cầu kiến nhưng lại bị triệu tinh nghiến lấy đủ lý do để từ chối bên ngoài người minh cũng nói quân sư, bây giờ nội bộ bình thị đã xuất hiện người muốn đầu hàng ta thấy cũng không sai biệt lắm rồi triệu tinh Yến phong kinh vân đạm cười nói các người yên tâm mấy kẻ la hét muốn đầu hàng nhất định là không phải nòng cốt của bình thị con người khi không đến tuyệt cảnh thì vẫn luôn ôm ảo tưởng chỉ có đến tuyệt cảnh thì bọn họ mới thừa nhận rõ ràng sự thật các người cứ chờ mà xem, bọn họ sẽ lại phái người đến nữa. Dù sao thì quân đội chúng ta hiện giờ đều đang ở đây, đồ lại là bất cứ ai đều sẽ đến thử. Vừa dứt lời, một hộ vệ bước vào báo cáo, khơi bản tướng quân, đám người bình võ sĩ cầu kiến ngoài cửa. Nghêu cả bộ nói, quân sư, lần này ngài nên cả bọn họ đi, cả địch đã ở trước mắt rồi, không thể kéo dài được nữa đâu. Trong lòng y thực sự cảm thấy Triệu Tinh Hiến và Lý Kỳ thực sự quá giống, lừa đã đốt đến mông rồi lại không có chút gấp gáp nào, lại còn thành thơi ung dung nữa. Triệu Tinh Hiến khẽ cười nói, Ta nói là không gặp là không gặp, nói rồi, nàng lại nói với hộ về kia. Mời bọn họ vào đi. Dạ. Một lát sau chỉ tới bên ngoài có mấy người vội vã bước vào, chính là ba người bạn cũ, nàng Cát Tam Mộc, Bình Võ Lang, Y Hạ Bách Xuyên. Cái dạng đàm phán này, Bình Thị sao có thể bỏ qua chiêu bài tình cảm chứ? Nhiều tướng quân, triệu quân sự. Ba người vừa bước vào thực sự là miệng mồm kích động đến run rẩy nha. Lưu bị người ta chẳng qua cũng chỉ đến mấy ba lần, bọn họ thì tám lần cũng chưa dừng lại, Đương nhiên, tần suất của bọn họ đến cũng vô cùng cao, gần như ngày nào cũng đến một chuyến, dù sao thì kẻ địch đã đến trước mắt rồi. Ba vị, đã lâu không gặp, mời ngồi. Hai bên hàn huyên với nhau mấy câu, sau đó thì ngồi xuống. Về bàn ngư cao thật thà chất phát cười nói, ba vị, ờ, uh, thật xin lỗi mà, vừa rồi ta nghe ngụy tướng quân nói, các vị cũng không phải là lần đầu đến đây. Nhưng gần đây ta và quân sư đều bận rộn chuyện lui binh, không dứt người ra được. Làm chậm trễ ba vị, kính xin ba vị thứ lỗi. Không dám, không dám. Đàng Cát Tam Mộc biết rõ là Nghiêu Cao đang mở to mắt nói dối, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ ngu ngốc. Bình Võ Lang vừa nghe Triệu Tinh Hiến muốn lui binh, lập tức nóng nảy la hét: cao vị, không thể lui binh nha." Đàng Cát Tam Mộc cũng vội vàng khuyên: "Tướng quân, triệu quân sư, cho lần trước ngàn vạn sai đều là tại chúng ta, kính xin cao vị đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta một lần." Triệu Tinh Hiến khẽ cười nói: "Đàng Cát tiên sinh có lời rồi, Xuống một số một sứ chúng ta có một câu nói rất hay." làm ăn không nằm ở ân tình sau này chúng ta vẫn là bạn bè số mật sứ cũng vô cùng hoan nghênh các vị đến biện lương làm khách nếu các người đi rồi e rằng chúng ta ngay cả thuyền cũng chẳng có mà đi đều bay qua đó cả ba người đằng cát ngơ ngác nhìn nhau thật sự là mỗi ngày một khổ cũng không biết tại sao từ sau khi quen biết lý kỳ số lần bọn họ cầu xin người ta thật sự là nhiều hơn cả đời bọn họ cộng lại lúc trước cũng đã trở thành thói quen rồi Y Hạ Bách Xuyên nói, tướng quân, quân sư, chuyện còn chưa đến mức này, các vị có ba vạn đại quân, thêm vào quân đội còn lại của chúng ta, tuyệt đối có thể đánh một trận với Nguyên Thị. Triều Tinh Yên lắc đầu nói, việc này ta cũng biết, nhưng vấn đề là chúng ta không còn lòng ham chiến, vẫn nên đi sớm thì tốt hơn. Nghiêu Cao Đĩnh Đạc nói, quân sư nói rất đúng, hợp tác này không cần cũng được, dù sao ta cũng chịu đủ rồi, à, ba vị xin thứ lỗi, ta cũng không phải là nhằm vào các vị. Đại cát tam mộc than khổ nói, phải, chúng ta thừa nhận giai đoạn ban đầu, gia chủ của chúng ta đích thực không tin tưởng vào quý quân, nhưng cũng đã qua rồi. Sau chuyện này, trên dưới bình thì chúng ta đều vô cùng tin tưởng quý quân, chúng ta có thể bỏ qua thành kiến để hợp tác. Bây giờ các người có tư cách hỏi nghi sao? Thật là không biết xấu hổ. Sắc mặt triệu tinh nghiến hơi đổi, nói, nếu các vị đã khăng khăng nhắc đến việc này thì ta cũng nói thêm mấy câu. Khi bắt đầu, tinh tế của chúng ta rất tốt. Nếu gia chủ các vị nghe ý kiến của chúng ta, nói không chừng bây giờ chúng ta đã tiến quân vào phủ kinh đô rồi nhưng bởi vì các vị nhất thời sơ xuất làm cho toàn bộ chủ lực gần như hao tổn không còn bao nhiêu trách nhiệm này cũng không thể để chúng ta gánh bác đi khi ở lai châu chúng ta đã nói trước rồi chúng ta đến đây chỉ là phò trợ các vị chứ không phải là chinh chiến nhật bản bây giờ các vị muốn chúng ta trông đỡ việc này dường như có chút đảo ngược so với đàm phán lúc đầu chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt đằng các tam mộc bị nói đến á khẩu không nói được bây giờ binh lực của bọn họ giảm mạnh có thể nói là một đống bùn đống bùn này không chống nổi tường quân tống dựa vào cái gì giúp bọn họ Lẽ nào chỉ dựa vào giao tình giữa bọn họ với Lý Kỳ? Giao tình này không khỏi cũng hơi nặng rồi. Y Hạ Bách Xuyên đột nhiên nhướng mày, quân sư, cho dù các vị muốn rời đi, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Nét mặt của đằng cắt tam mộc cả kinh, hoàng sợ nhìn Y Hạ Bách Xuyên, hàng lông mày đen của Triệu Tinh Hiến nhíu lại, thế nào? Y Hạ Võ Sĩ muốn cưỡng ép chúng ta sao? Y Hạ Bách Xuyên lắc đầu, ta cũng không có thực lực này, chuyện là nguyên thị sẽ không để cho các vị rời đi. Bây giờ bọn họ cách nơi này còn chưa đến 10 ngày lộ trình, nếu bọn họ đổi hướng đi sang phía tây bắc nói không chừng có thể chạy đến trước khi các vị đi chiếm lĩnh bến tàu thậm chí nói không chừng sẽ thừa dịp ngay khi các vị lên thuyền mà phát động công kích nếu là như vậy thì có thể cái được không bù nổi cái mất đâu về mặt triệu tinh hiến do dự quay đầu nói với ngưu cao tướng quân ngài thấy thế nào trong mắt đằng cát tam mộc sáng người nói đúng vậy gia chủ nguyên thị nguyên nghĩa trung lòng dạ nhỏ mọn khi quý quân mới đến liên tiếp đánh bại quân đội nguyên thị ở địa khu quan đông bọn họ nhất định sẽ có thủ tất báo còn nữa thường nhân của quý quốc ở tống nhân châu đầu tư lượng lớn tiền của lúc này chắc chắn không mang đi được bởi chẳng phải là tiện nghi không công cho nguyên thị sao hơn nữa các vị không thể bỏ mặc con dân của mình không lo chứ cho nên kính xin tướng quân và quân sư suy nghĩ kỹ rốt cuộc lần này ngưu cao hiểu tại sao triệu tinh yến đợi rồi lại đợi rồi hóa ra là đợi cho đối phương bọn họ cho một cái cớ ở lại do vậy thì ra vẻ trầm ngâm một lát mới nói ừm uhm. quân sư điểm này chúng ta thật sự không thể không phòng nha nói rồi y lại lắc đầu ta thật không ngờ nguyên thị lại tiến quân nhanh như vậy chớp mắt đã đến trước mặt rồi triệu tinh yên híp mắt nói đúng vậy mặc dù chúng ta không còn lòng ham chiến nhưng mà không có nghĩa là đối phương thả cho chúng ta đi đặng cát tam mộc lại nói quân sư bây giờ cho dù là đặng nguyên thị hay là nguyên thị thì đều xem quý quân như là kẻ thù hơn nữa bọn họ bị đặt khắp nơi trong nước phá hoại danh dự quý quốc nếu để bọn họ cầm quyền e rằng sau này nước ta và quý quốc không tiếp tục lùi tới nữa việc này đi ngược lại với xây dựng kinh tế cổ xung mật xứ nếu các vị cứ đi như vậy thì chẳng phải là tổn thất lớn hơn nữa sao Triều Tinh Yến quay đầu liếc Nghiêu Cao. Ý của tương quân thế nào? Nghiêu Cao do dự, cho dù là đánh hay là lui, trước tiên phải đảm bảo an toàn đã. Đảng cát ta mực vừa nghe thì trong lòng mừng rỡ, Triều Tinh Yến suy nghĩ một lát mới nói. Ba vị, ta thấy chúng ta phải thương lượng một chút, phiên ba vị sang tiền sảnh ngồi chờ một lát. Việc này chẳng phải là bình thường sao? Bọn họ có dự định của mình, ba người đảng cát cũng có thể hiểu được, liền ôm quyền ra ngoài. Một lát sau khi bọn họ đi, Triều Tinh Yến đột nhiên cười ha ha nói. Hờ, hờ. Ngưu tướng quân, thật không nhìn ra ngài có thể diễn tốt như vậy. Nếu không phải ta biết từ trước e rằng cũng bị ngài lừa rồi. <laughs> quá khen, quá khen. Ngưu cầm ha hà nói, ta đều học được từ chỗ của su mật sứ. Su mật sứ còn nói ta đây là làm người đừng trước mặt mà bắt hình dong. Cũng đúng, suy chút nữa ta quên mất chuyện này. Lý Kỳ là diễn viên lão thành nha, kỹ năng diễn quả thật không còn gì để nói. Lúc trước ngay cả đám người Thái Kinh, Vương Phủ và Thái Du đồng quán đều bị hắn lừa đến đầu óc choáng váng. Triệu Tinh Hiến cười lại nói, là nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi hai người ngồi bên trong thành thời ung dung uống trà thơm địa nhật bản sau khi chén trà thấy đáy thì triệu Tuyến yến mới mời bọn đằng cát ta mộc đến ba người đằng cát vừa vào sắc mặt ai cũng căng thẳng lần này có thể nói là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi nếu quân thống vẫn cố chấp rời đi vậy thì bọn họ chỉ còn lại hai con đường hoặc là trốn hoặc là hàng bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự dù sao thì trận chiến ở núi dã bản nguyên khí của bọn họ đã đại thương rồi cũng không thể phục hồi lại trong một thời gian ngắn được triều tĩnh yến đưa mắt nhìn sang nói ba vị sau khi ta và ngưu tướng quân thương lượng chúng ta có thể hứa với các vị tạm thời ở lại đây muốn khóc đáng các ta một cảm động đến muốn khóc thực sự là nhân gian có chân tình nhân gian có chân ái mà cái gì gọi là hoạn nạn thế chân tình chứ chính là đây khi bọn họ khó khăn nhất quân tướng vẫn không rời bọn họ nửa bước đây tuyệt đối là chân ái mà triều tĩnh yến nhấc tay nói bây giờ các vị đừng vội vui mừng ta chỉ nói là ở lại đây không đại diện cho cái gì cả bình võ la nghe được thì không hiểu ra sao cả nói quân dư nói về là sao Triều Tinh nói, bây giờ các vị nguyên khí đại thương, sĩ khí sụt giảm, việc này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quân ta. Ta và Ngưu tướng quân đều cảm thấy không nên ta chiến, chúng ta hy vọng giải quyết vấn đề này bằng đàm phán. Đàm phán? Sắc mặt đang cắt Tam mộc có chút quái dị thầm nghĩ, e rằng các ngươi đàm phán cho chính mình thôi. Triều Tinh Hiên cũng rất trực tiếp cười nói, các vị nghĩ không sai, chúng ta đích thật là thay mặt cho đại tống đàm phán với Nguyên thị nhưng các vị yên tâm chúng ta sẽ không làm những chuyện phản tín bội nghĩa chúng ta sẽ làm đương điều đình hy vọng các vị có thể bắt tay giảng hòa Y Hạ Bách Xuyên hử nhẹ nói. Việc này nói dễ hơn làm. Việc này không dễ, nhưng chỉ ít cũng phải cố gắng thử xem. Dù sao thì hai bên không phải là người một nhà, quân tống chắc chắn có suy tính của quân tống. Bên này không có gì đáng trách. Y Hạ Bách Xuyên lại nói. Vậy nếu đối phương không đồng ý giàn hòa thì sao? Vậy chỉ có thể đánh một trận. Triều Tinh Yến có vẻ bất đắc dĩ lại nói. Có điều chúng ta còn có một yêu cầu. Bà Đặng Cát đến là để nghe yêu cầu, từ sớm đã chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe đối phương chỉ có một yêu cầu thì trong lòng còn đắc ý, vội nói, Mời quân sư nói. Triệu Tinh nghĩa nói. Ta cho rằng thất bại trước đó chỉ có một nguyên nhân, chính là chúng ta nghi kỵ, không tin tưởng lẫn nhau. Cho nên trước tiên chúng ta phải xây dựng lòng tin với nhau đã. Nói đến đây, nàng lại xoay chuyển lời nói. Không dối gạt ba vị. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không tin tưởng vào chiến lược lựa chọn của bình thị các vị. Tuy chúng ta đến giúp đỡ các vị, nhưng chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với huynh đệ, cho nên chúng ta sẽ không nghe lời phân phó của các vị nữa. Về điểm này, bình thị đã dự liệu được từ lâu. Nếu quân tống còn nghe theo lời dặn của bọn họ vậy thì Họ không phải đến cầu người mà là đến ra lệnh. Đằng cát tam mộc liên tục gật đầu nói. Đây là đương nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu được. Đà tạ. Triều Tinh Nghiến khẽ mỉm cười, lại nói. Nhưng rắn không đầu không đi. Hơn nữa chúng ta hẳn là phải đoàn kết nhất trí mới có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cho nên nhất định phải có một người lãnh đạo. Ta hy vọng bình thì các vị có thể lấy chúng ta làm chủ, cho dù là đàm phán hay là trên chiến trường. Ngụ ý chính là chúng ta muốn làm đạo đại. Việc này ba người đàn cát có vẻ có chút do dự giọng điệu của triệu tinh yến cứng rắn mạnh mẽ nói một khi khai chiến chúng ta chống ở phía trước nhất nếu các vị còn không chịu phối hợp với chúng ta thì chúng ta chi bằng chia ra quyết định như vậy cũng sẽ không gây ra hiểu lầm không cần thiết chúng ta cũng sẽ không có phỏng đoán sai lầm với tình thế trước mắt câu này không cho bọn đảng cát có đường thương lượng hoặc là các ngươi tự mình chơi hoặc là nghe lời ta Đảng cá tam mộc cũng biết đây là một vấn đề vô cùng thực tế, Và họ chỉ có thể dựa vào quân tống mới có thể sinh tồn. Trong lòng tính toán, trước tiên chỉ có thể nhịn một chút, âm thầm phát triển thực lực của mình. Đợi có đủ thực lực rồi thì đoạt lại quyền nói chuyện, liền gật đầu nói. Quân sư nói rất đúng, chúng ta có thể đồng ý với yêu cầu của các vị. Chứ tinh yên nhấc tay, không vội, ta vẫn còn chưa nói xong. Đối với sai sót mà gia chủ tiền nhiệm của các vị phạm phải, chúng ta hy vọng có thể hợp tác với một người đáng tin cậy, chứ không phải là một gia chủ bình thị hoàn toàn không quen biết. Việc này rõ ràng chính là muốn can thiệp vào chuyện bổ nhiệm gia chủ kế nhiệm của Bình Thị. Đáng cát ta mộc kinh ngạc nói, ai? Trường tinh nghiên nhấc tay chỉ sang bên cạnh, nói, chính là Bình Võ Sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 410 của Bắc Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 411.